Số ca mắc sốt xuất huyết tại thủ đô tăng cao đột biến, Hà Nội bước vào giai đoạn cao điểm. Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo về biện pháp chủ động phòng chống cúm mùa. Dù là bệnh lý mãn tính, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống sau khi mắc suy tim. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi Sống Khỏe trên Truyền hình Nhân dân. Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm. So với tuần trước đó, số mắc đã tăng 2,3%. Trung bình tại Hà Nội ghi nhận 1.400 ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần, phân bố ca bệnh tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, bệnh nhân tập trung chủ yếu tại các khu vực Đống Đa, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoàng Mai. Rất nhiều ca nhập viện muộn, có biến chứng nguy hiểm, chủ yếu là do chủ quan, lơ là với dịch. Thời gian này, bên cạnh bệnh sốt xuất huyết đang vào cao điểm, thì theo Bộ Y tế, đây cũng là thời điểm thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển. Do đó, nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bao gồm cả cúm A và cúm B. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác. Việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo biện pháp như sau. Người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà, mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch thường gặp và nguy hiểm hiện nay. Bệnh là tiến triển cuối cùng của các bệnh lý tim mạch, mãn tính và hiện tại chưa có phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn được suy tim. Tuy là bệnh nguy hiểm nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có thể kéo dài tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn. Hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây để hiểu rõ về bệnh cũng như có kế hoạch chăm sóc bản thân hợp lý. Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người gặp phải tình trạng suy tim. Thứ nhất là tim thì nó sẽ có 4 ngăn và chia ra 2 ngăn phía trên là tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải, 2 ngăn phía dưới thì gọi là tâm thất phải và tâm thất trái. Thế thì chia thành hai nửa vậy và ngoài ra nó sẽ có những một số cái tĩnh mạch đổ máu về tim và một động mạch để đưa máu từ tim đi nuôi cơ thể. Thế thì thông thường thì là tim nó sẽ giống như là một cái bơm ấy, nó sẽ hút máu từ nơi này và để trao đổi oxy, sau đó thì khi mà máu trở thành máu giàu oxy thì sẽ bơm máu đi nuôi toàn cơ thể. Thì khi một cái bơm như vậy nó hoạt động bình thường thì cơ trong khoảng độ 1 phút sẽ bóp khoảng 60-100 lần và bơm khoảng 5 lít máu đi nuôi toàn bộ cơ thể. Thế thì suy tim là gì? Suy tim hiểu một cách đơn giản, tức là khi mà cái bơm đấy hoạt động không đúng công suất, tức là quả tim nó không bơm đủ máu đi nuôi cơ thể thì khi đó gọi là suy tim, chứ không phải như mọi người vẫn thường nghĩ rằng là suy tim có nghĩa là ngừng tim. Triệu chứng của suy tim có thể xuất hiện mờ nhạt trong giai đoạn đầu. Do đó, bên cạnh việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng, chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân nên lắng nghe cơ thể mình để tới gặp chuyên gia ở giai đoạn sớm của bệnh. Các triệu chứng của suy tim thường gặp là bệnh nhân thấy mệt mỏi, khó thở, thở khò khè, rồi bệnh nhân phù chân tay. Thì những cái triệu chứng đấy là những triệu chứng rất rõ của suy tim. Tuy nhiên nếu bệnh nhân đến khám trong tình trạng như vậy rồi thì nó đã quá là muộn. Bệnh nhân nó... vì lúc đấy là bệnh nhân là đã suy tim nặng rồi thì tốt nhất là bệnh nhân nên đến khi mà có những cái triệu chứng sớm hơn. Thì triệu chứng sớm hơn của suy tim là gì thì chúng ta lại phải hiểu một cái vấn đề là này, bản chất của việc suy tim ý là nó là hậu quả của tất cả những bệnh tim mạch như là tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rồi bệnh van tim. Thì chúng ta nên đến khám khi mà bắt đầu có những cái dấu hiệu của các bệnh có thể dẫn đến suy tim, thì như vậy mới phát hiện sớm và điều trị sớm thì sẽ ngăn chặn được cái việc bệnh nhân suy tim. Hiện nay, bệnh suy tim được phân loại trên lâm sàng theo các giai đoạn A, B, C, D.
Giai đoạn A tức là bệnh nhân có những cái nguy cơ của suy tim nhưng chưa có biểu hiện suy tim trên lâm sàng. Ví dụ như là bệnh nhân có giai đoạn A là bệnh nhân có tăng huyết áp này, có thừa cân béo phì thôi, hoặc là có các bệnh lý về thận này, hoặc là bệnh nhân có tiểu đường thì người ta cũng đã xếp vào giai đoạn A rồi. Giai đoạn B tức là bệnh nhân đã có những cái tổn thương tim về cấu trúc nhưng cũng chưa có biểu hiện suy tim trên lâm sàng. Giai đoạn C tức là bệnh nhân đã có những cái tổn thương về cấu trúc trên tim và đã có những biểu hiện trên lâm sàng, tức là bệnh nhân có khó thở, có phù này, có những cái biểu hiện ứ dịch. Và giai đoạn D là giai đoạn là suy tim giai đoạn cuối thì bệnh nhân sẽ thường là phải dùng đến những cái bệnh nhân phải nằm viện, dùng đến những cái thuốc hỗ trợ nhiều như là những thuốc trợ tim vận mạch hoặc là phải dùng những các thiết bị hỗ trợ cho tim. Cách đây hơn 2 năm, ông Phạm Văn Mạn, 63 tuổi, vốn có tiền sử bệnh dạ dày nhiều năm, đã cảm thấy mệt mỏi dù chỉ bước vài bước cầu thang và không ăn uống được trong khoảng một tuần. Sau nhiều ngày mệt mỏi, kiệt sức, ông được người nhà đưa đi cấp cứu và được bác sĩ kết luận ông mắc suy tim nặng. Thì ông cứ nói là bây giờ là hở van, động mạch chủ 3/4, hở van 2 nhá, phải dung nhĩ thì bây giờ còn sức khỏe, cho nên là để nó lâu quá mà mệt quá thì rất khó, cái tim này nó không như cái bệnh khác. Thế là tháng 9 vừa rồi tôi đi chụp lần cuối và tôi quyết định là đến làm thủ tục để nhập viện để mổ. Sau 5 ngày tiến hành phẫu thuật thay van tim, bệnh nhân đã có thể thực hiện vận động nhẹ nhàng và tập luyện hít thở để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Còn trường hợp bệnh nhân nam này, ông phát hiện mình có vấn đề về tim mạch từ năm 2014, từ một lần vô tình khám sức khỏe bình thường. Sau đó, ông đã tiến hành đặt stent và được các bác sĩ chuyên khoa theo dõi và tư vấn bệnh tình và lối sống đã nhiều năm nay. Sau khi đặt stent thì cũng bình thường, nhìn thấy bình thường. Và tháng thì có đi theo dõi bệnh, thì theo dõi bệnh theo định kỳ. Ở đây họ chấp nhận. Chú đó, bác sĩ Điệp cho một cái bệnh án ngoài trú, thì chú hàng tháng là cứ đến đấy lấy thuốc và 3 tháng thì đến khám một lần. Nhờ điều trị ngoại trú tốt và sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, đến nay sau gần 10 năm kể từ ngày phát hiện bệnh, ông vẫn có thể sinh hoạt bình thường trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí là có những chuyến du lịch xa cùng người thân và bạn bè. Thực ra với bệnh nhân suy tim thì nó có một số cái vấn đề chính. Cái vấn đề thứ nhất là liên quan đến cái bệnh của bệnh nhân, như là suy tim. Thì trước tiên thì mình sẽ phải điều trị, dùng thuốc để nó ổn định cái đấy. Kèm theo tùy theo cái nguyên nhân suy tim, có thể do nhồi máu cơ tim hoặc là do các bệnh lý van tim thì mình sẽ phải điều trị theo cái phác đồ. Đấy, cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề các cái bệnh nền của bệnh nhân. Nguyên nhân suy tim thì thường sẽ đi theo các bệnh nền khác, như có thể là huyết áp, có thể là tiểu đường, mỡ máu. Và bệnh nhân sẽ phải có các cái chế độ, thứ nhất là dùng thuốc, thứ hai là sinh hoạt, thứ ba là ăn uống để nó phù hợp với từng bệnh. Thì kèm với việc điều trị thuốc theo đơn của bác sĩ thì sẽ có hai vấn đề bệnh nhân sẽ cần quan tâm. Thứ nhất là phải thay đổi lối sống, dụ những bệnh nhân trước đây có hút thuốc lá thì cần phải bỏ thuốc, những bệnh nhân mà béo phì thì cần nên giảm cân. Đấy là việc thay đổi lối sống của bệnh nhân và bệnh nhân tập luyện để duy trì cái cuộc sống lành mạnh. Thứ hai là bệnh nhân cần phải chú ý là về mặt dinh dưỡng. Thì rất là nhiều bệnh nhân thì trước có những cái thói quen ăn uống như kiểu như là ăn nhiều mỡ, ăn các loại da, rồi ăn trứng. Những cái đó thì có thể ảnh hưởng đến cái bệnh lý tim mạch, thì bệnh nhân phải điều chỉnh cái chế độ ăn. Suy tim không phải là án tử. Đây chỉ là một cơ hội để bản thân người bệnh nhìn lại lối sống của mình trước đây và thay đổi nó trở nên tích cực hơn, giúp bản thân khỏe mạnh hơn. Cuộc sống sau suy tim có thể gây ra nỗi sợ hãi, lo âu và trầm cảm. Bệnh nhân có thể làm giảm những điều đó bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình với bác sĩ để nhận được sự giúp đỡ. Hỗ trợ chăm sóc người bệnh suy tim từ gia đình và bạn bè là cách tốt nhất. Nó có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Hãy để những người thân yêu của bạn giúp đỡ, bởi họ sẽ biết làm thế nào là tốt nhất để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.